Hi, xin chào tất cả quý anh chị. Quý anh chị có biết Lộc đang ở đâu không ạ? Hiện tại Lộc đang ở nhà của một khách hàng đã mua sản phẩm nhà bên Lộc. Ngôi nhà này với giá là 1 tỷ rưỡi nha quý anh chị. Thì hôm nay Lộc cầm sổ đến và giao tận tay cho chủ nhà nha quý anh chị. Hôm nay đi bàn giao sổ cho chị Tuyền. Cho chị Tuyền, Nguyễn Ngọc Tuyền. Em nay về hai sổ. Hai giao sổ. Đây, sổ này. Đây, gặp tôi cái gì ạ? Đây là chị Tiền nha mọi người. Đây sổ của chị đây. Tên chị. Chị kiểm tra lại thông tin cho đúng. Ngồi đi nha. Chị đứng tên bìa sổ luôn á. Bìa sổ đó. Chị kiểm tra xem chứng minh danh của chị đúng chưa? Địa chỉ đúng chưa? Rồi, đây là cái tờ thuế. Tờ thuế của bao gồm thuế trước ba và thuế thu nhập cá nhân. Mày là 21 triệu đóng thuế hả? Đó, đóng hết rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mai tầm nhiêu như giờ ấy, tại vì bên em nhiều khách á. Là tầm tầm buổi nào. Chị Tiền nha mọi người. Rồi, đồng ý chiếu ạ. Giải danh thù gì là tỷ mấy trăm mấy gì đó. Bỏ cho thấy em luôn hả? Thôi. Mở luôn. Mở luôn. Gửi tiền nè. Mở luôn. Nhiều sức khỏe và nhiều tiền. Dạ. Đó, xong hết rồi mà đúng không? Dạ xong hết rồi. Đúng rồi. Xong rồi biên bản rồi. Biên bản em thu tiền. Đây là biên bản đúng rồi. Không chiều anh đi ở trên thành phố á, mới vừa về. Mới rút tiền vậy. Là cái này là thuế rồi mà giữ hết luôn hả? Đúng rồi anh. Đúng rồi chị. Cuối video Lộc xin chào tạm biệt quý anh chị. Thân ái hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Chúc quý anh chị có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.